Kính chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ gửi đến cả nhà bài pháp nói về chiến thắng nhé. Xin cả nhà chú ý lắng nghe. Thắng mình thắng người. Thắng mình sẽ thấy vẻ vang, thắng người vẫn thấy bất an trong lòng. Thắng mình gạn đục khơi trong, thắng người cười chút là xong thôi mà. Thắng mình là đã vượt qua, thắng người thì lại cách xa con đường. Thắng mình là biết yêu thương, hữu tình khắp chốn mười phương quanh mình. Thắng mình là bỏ vô minh, thắng người ngã mạn vô minh thêm dày. Thắng mình giải thoát ngày ngày, thắng người thì phải đọa đầy ăn thua. Thắng người dẫu được làm vua, nhưng lòng còn vẫn hơn thua hận thù. Sao bỉ những bậc chân tu, sống đời phạm hạnh ngàn thu niết bàn. Bạn ơi, sao mình thấy vẫn sai sai, vì sao lại ngược đời như vậy được chứ? Vâng, đúng là ngược đó bạn, nhưng lại chính là con đường giải thoát, con đường chân lý của cuộc đời. Vậy mới hay chứ? Khi nào có dịp mình sẽ viết bài riêng giải thích về sự ngược đời này nhé. Để không loãng nội dung bài viết, mình xin được tiếp tục. Đức Phật đã dạy, chiến thắng sinh thù oán, thất bại chịu khổ đau, sống an lạc tịch tịnh, bỏ sau mọi thắng bại. Kinh Pháp Cú. Bạn vui lòng cho mình hỏi, như ở trên bạn đã nói thắng mình là tốt hơn khi thắng người. Ở đây, thắng người thì ai cũng biết, còn thắng mình thì là thắng như thế nào? Còn muốn thắng mình thì phải làm sao? Mình với mình là một sao thắng nhau được? Bạn giải thích cho rõ thì mình mới thủng lỗ tai được, chứ giờ vẫn chưa rõ được chỗ này. Sao hoang mang quá? Vâng, bạn đặt câu hỏi rất hay. Mình xin trả lời nhé. Chiến thắng. Nếu muốn hơn người khác thì đừng nên chạy đua. Nếu muốn không chạy đua thì chỉ có cách là vượt lên trên người khác. Nếu muốn vượt lên trên người khác thì phải vượt lên trên chính mình. Muốn vượt lên trên chính mình thì phải chiến thắng chính mình. Muốn chiến thắng chính mình thì phải thấy tâm xấu ác của mình ở trong thân, hành động, khẩu, lời nói, ý, tư duy, suy nghĩ, ý nghĩ, tâm niệm của mình rồi quyết tâm tu sửa từ tà, ác tiêu cực sang chánh, thiện tích cực, ác thì bỏ ra, thiện thì giữ lại và phát huy. Càng tu sửa thì càng chiến thắng. Khi đã chiến thắng chính mình thì không còn muốn chiến thắng người khác nữa. Vì nếu còn muốn chiến thắng người khác là đã tự thua mình rồi. Bạn hãy làm như vậy thì sẽ nhận ra điều kỳ diệu của cuộc sống này. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Cho mình hỏi thêm chút, Đức Phật và trưởng lão có thêm lời dạy về vấn đề này không? Có đó bạn, Đức Phật đã dạy, thắng 1.000 quân địch chưa gọi là thắng, thắng bản thân mình mới là chiến công oanh liệt nhất, Kinh Pháp Cú, và bài kệ về vượt qua. Đứng lại thì chìm, bước tới thì trôi giặt, chỉ có thể vượt qua. Thích Ca Mâu Ni. Vâng, vậy thì mình cũng hiểu về thắng mình rồi, nhưng vẫn chưa hiểu rõ hết được bài kệ vượt qua. Có gì mình sẽ comment, chờ đọc thêm hoặc alo nhé. Vâng bạn, cảm ơn bạn đã quan tâm tìm hiểu. Vĩnh Quảng. Kính ghi và sẻ chia. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn đã chú ý lắng nghe, chia sẻ, để lại bình luận nhằm tăng tương tác cho bài viết. Theo dõi và đăng ký kênh YouTube để ủng hộ, động viên Sách Tấn mình ra video tiếp theo nhé. Kính chúc cả nhà luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Xin hết.